sao ưu phiền thỏa niềm mơ tháng năm mong chờ tình yêu Thiên Chúa như mưa hồi mang trái tim con hay bao năm căn khô Ngài ơi xin hãy cho con hòa chung nhịp tim của Ngài nguyện xin Chúa hãy bên Chúa nhé, trái tim này nguyện yêu Chúa thôi. Dù có những phút lỗi nhịp, Ngài vẫn thứ tha. Chúa ơi, dù biết trái tim con bao lần vụn vỡ, vì say mê phù hoa trong ta. Trao ban một tình yêu sẵn son thủy chung vẹn tròn để con nhận ra Chúa vẫn ở đó đón con trở về quên đi hết tháng năm ê chề tình yêu Thiên Chúa như mưa hồi mát trái tim con này bao năm căn khô xin hãy cho con hòa chung nhịp tim của Ngài nguyện xin Chúa hãy bên con Chúa nhé trái tim này nguyện yêu Chúa thôi dù có những phút lỗi nhịp Ngài vẫn thứ tha Chúa ơi trần thế mãi tranh đua sẵn hẹn được thua tìm về đâu niềm tin vua mong trở về bên Chúa bao toàn tình lắng lo dừng hết cho Ngài nguyện Ngài đừng đỡ trái tim nhỏ bé khát khao yêu Ngài đời hạnh phúc bước đi tình yêu Thiên Chúa như mưa hồi mát trái tim con này bao năm căn khô Ngài ơi xin hãy cho con hòa chung niềm tin của Ngài nguyện xin Chúa hãy đến con Chúa nhé trái tim này nguyện yêu Chúa thôi dù có những lỗi nhịp Ngài vẫn thứ tha dù có những phút lỗi nhịp Ngài vẫn yêu thương chúng con vì để trả nợ tội của chúng con vì để tẩy rửa những lỗi lầm của chúng con và để hàn gắn chúng con lại với Chúa và với nhau lại Chúa tình yêu vĩ đại của Chúa vẫn còn đó nhưng rất nhiều lần chúng con vẫn chưa hiểu chúng con vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa. Vì vậy mà có những lúc chúng con vẫn tiếp tục lỗi phạm. Có những lúc chúng con vẫn thờ ơ, vẫn lãnh đạm với tình yêu của Chúa cách riêng, tình yêu của Chúa trong phép thánh thể. Vậy trong buổi sáng ngày hôm nay, Chúa đã cho chúng con được nghe tình yêu của Chúa dành cho chúng con như thế nào? Và vì yêu chúng con, Chúa đã phải trả một cái giá như thế nào? Và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con cùng hãy quán đài để trả những cái giá trong cuộc đời của chúng con để chúng con có thể hy sinh cho nhau và yêu thương nhau. Xin máu châu báu thánh của Chúa
đánh động trái tim khô cằn của chúng con, giúp cho chúng con thực sự cảm nhận được tình yêu của Chúa, để rồi trái tim của chúng con cũng được thổn thức, dòng máu trong người của chúng con cũng được sôi động lên, để rồi chúng con có đủ động lực để đáp trả lại tình yêu của Chúa. Bởi vì không có gì có thể đáp trả lại tình yêu hơn là chính tình yêu. Lạy Chúa, xin nhóm lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng con, để rồi chúng con vì yêu mến Chúa sẵn sàng từ bỏ dần đi những tính hư tật xấu, những lần mà chúng con đã làm cho Chúa đau lòng. Xin tình yêu của Chúa giúp cho chúng con vươn lên, để chúng con chuyên cần bắt đầu tập tành các nhân đức, để chúng con có thể tập tha thứ, tập yêu thương, tập kiên nhẫn. Và lạy Chúa, xin cũng giúp cho chúng con nhìn thấy Chúa trong nhau, nhìn thấy máu Thánh Chúa đã cứu chuộc mỗi người chúng con, để rồi vì máu Thánh châu báu đó, chúng con chấp nhận lẫn nhau, tha thứ cho nhau và hạ cánh với nhau. Mỗi người chúng ta hãy dành một phút thinh lặng để tâm sự, để cảm nghiệm máu Thánh châu báu của Chúa. Lần đầu tiên tôi đến với Đàn Viện Yên Tâm là năm 2010. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó là lúc khoảng 8 tháng 9 thì phải. Lúc đó Đàn Viện chỉ có một cái tòa nhà duy nhất, là khi mà mua mảnh đất này thì có tòa nhà đó thôi. Còn lại là chưa có một tòa nhà nào, chưa có đường điểm gì cả. Thì tôi có nói với cha về trên lúc bây giờ là cha Đạo Minh Đức Hạnh đó, là thôi bây giờ để cho giới thiệu mọi người cho biết Đàn Viện thì chúng ta nên tổ chức những cái buổi tĩnh tâm. Thế là tôi mới đồng ý giúp cho Đàn Viện giảng 3 tháng liền, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Và cuối tháng một lần là lúc đó là nhà dòng quê cái lều bằng đất lửa, một cái lều lửa trước mặt nhà. Thế là kêu gọi bà con giáo dân từ Dallas, từ Fort Worth, rồi Austin, Houston đến tham dự vào tháng 10, tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2010, 3 tháng liền. Rồi sau đó thì tôi có đến giúp một ngày thánh thể vào năm 2011, năm 2012. Rồi sau đó thì tôi đi du học ở Roma, rồi bận những công việc khác, cho nên bây giờ cũng tới 12, 13 năm sau tôi trở lại đây. Thì thấy rằng các cha, các thầy đã xây dựng được một cái cơ sở rất là lớn rồi, từ các đường kiều cho đến các nhà nguyện, rồi các cái hội trường. Cho nên là tạ ơn Chúa đã giúp cho Đàn Viện như là ông bà anh chị em đến tham dự rồi khích lệ cổ võ cho Đàn Viện. Hôm nay tôi đến đây thì chắc là đã gặp rất là nhiều những người quen, chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi phải không nào? Có một số anh chị nó đã từ Palacios thì cách đây như là hơn năm thì đó tôi về cả trung tâm mùa chay, rồi đến tháng 12 này thì tôi lại về Palacios cả trung tâm phù vọng. Hoặc là một số người thì nói là gặp tôi mỗi ngày trên internet có thể nói. Hôm qua trước khi tôi đi qua bên này thì tôi phải không một bài giảng cho kênh YouTube cho để phát ra vào Chủ nhật này. Nhưng mà tôi mới đi xa về cho mệt quá, thì chính là tối thứ tư là tôi thâu. Nhưng mà đến 9 giờ rưỡi đọc kinh xong thì mắt của tôi không thể mở ra nổi nữa. Mà tôi nói nếu mà cố gắng mà không bài giảng lúc này thì tâm trí cũng không có tỉnh táo để mà giảng được. Cho nên thôi tôi định sớm sáng sau 4 giờ rưỡi sáng tôi sẽ tôi thâu. Mà tôi trong cái bài thông của tôi thì tôi có vài cái tâm tình chia sẻ, nhân đây tôi cũng chia sẻ luôn. Nhiều người thấy rằng tôi đi giảng ở trên kênh YouTube rất là nhiều, thì nghĩ rằng chắc là tôi là cái người công chúng, cho nên là tôi cũng thích gặp gỡ mọi người. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, thực sự đó là một cái áp lực rất là lớn với tôi khi tôi phải giảng được trên các kênh YouTube cũng như là đi giảng các đại hội như thế này. Bởi vì tôi trước đây cũng xuất thân là miền Đức, vì vậy mà tôi thích sống nó âm thầm lặng lẽ thôi. Nhưng mà vì nhu cầu của giáo hội về đồ thị vâng lời các bề trên thì tôi giảng thôi. Nhưng mà thực sự là cũng nhiều áp lực lắm, tôi không nói dài nữa. Bây giờ trở lại với chủ đề của ngày thánh thể năm nay. Rồi hôm qua là Trâm Quyết ta nói là đầu các giờ giảng thì phải khảo xem có thuộc không hả nào. Thế là chủ đề năm nay là gì nào? Đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người. Thế là Đức Mẹ có đau khổ, Đức Mẹ đau khổ bởi vì sao vậy? Đức Mẹ cũng không công vào cái công trình cứu chuộc của con. Thế là nếu Đức Mẹ chết, Đức Mẹ chết cũng không công cái chết của con.
học thêm, chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta là người Công giáo, chúng ta nói tới những tín điều nào, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta nói cái điều đó rồi được trở lại với việc máu thánh của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chết trên thập giá là một cái sự can đảm rất lớn, là Thiên Chúa hằng hiểu, là đứng hằng sống mà bây giờ lại chết, chết một cái quan tâm, chết một cái tất tình trên thập giá. Và chết vì sao vậy? Vì yêu thương nhân loại. Cho nên máu trong máu của Ngài, thứ nhất là máu của Ngài, đó là sự sống và cái sự liên kết giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Tình yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần làm cho cái máu châu báu đó là máu thiêng liêng, là máu siêu nhiên. Nó quý trọng cái chỗ đó. Bởi vì nhiều lần trong sách Thánh nói rằng trong cựu ước người ta đã dùng máu con bò, máu con chiên, thì những cái máu đó chỉ có thể tẩy đi những cái tội bên ngoài, thức bên ngoài thôi. Còn máu thánh châu báu của Chúa Giêsu thì tẩy rửa tội lỗi của người ta từ bên trong và một lần là đủ. Ở đền Thánh Jerusalem, câu hỏi giáo lý nữa. Do Thái giáo, người Do Thái có mấy đền thờ không bạn chị em? Rất là nhiều. Người Do Thái có mấy đền thờ? Nhiều lắm. Có một đền thờ gì ạ? Mosque. À, đây là nhiều khi chúng ta không để ý này. Người Do Thái chỉ có một đền thờ duy nhất ở Jerusalem. Còn lại các địa phương khác đó, thì họ có các cái hội đường, tiếng Anh gọi là các cái synagogue. Yeah. Thế là họ chỉ có một đền thờ duy nhất là tại Jerusalem. Còn các địa phương thì họ có những cái gọi là hội đường. Thì những cái hội đường đó còn những cái sa bát, người Do Thái họ đến đó để họ đọc thánh vịnh, họ đọc lời Chúa, họ chia sẻ lời Chúa, họ cầu nguyện với nhau. Còn đền thờ là nơi làm gì? Đền thờ là nơi để dâng lễ vật, những cái lễ hiến tế. Các hội đường không có dâng những lễ hiến tế, chỉ có đền thờ Jerusalem thôi. Cho nên vì vậy đền thờ Jerusalem họ có những cái bể chứa nước rất lớn để làm gì? Để người ta rửa và để cái máu của những con vật hiến tế đó. Các thầy tư tế hàng ngày như vậy biết bao nhiêu những con vật được sát tế ở đền thờ Jerusalem để dâng lên. Thế là chỉ có đền thờ Jerusalem là nơi hiến tế thôi. Còn các địa phương khác thì là các cung đường, chỉ để người ta đến đặt lời Chúa, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện thôi. Cho nên vì vậy, luật của người Do Thái được rằng những người đàn ông trưởng thành ít nhất trong một năm phải đến đền thờ Jerusalem một lần để mà tham dự những cái lễ lớn của người Do Thái. Và gia giải thích thêm là thầy cha nói Đức Mẹ thì còn Chúa cứu chuộc, nhưng mà mình Hội Thánh nói là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Vậy thì đã là Mẹ Thiên Chúa, làm sao mà không con được cứu chuộc mình? Vâng, tất cả những cái gì Đức Mẹ có được đều do Thiên Chúa ban cho, chứ không phải từ Đức Mẹ mà có. Thế chúng ta gọi là gì? Những cái đặc ân, có nghĩa là những cái ân sủng rất là đặc biệt và ban cho một cái cách cũng đặc biệt. Thế là bây giờ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì như thế nào? Là một loài thần tạo, làm sao là Mẹ của Thiên Chúa được? Thưa để ông bài chuyện, khi tôi trả lời thì tôi trả lời hơi dài một chút. Cái lý do là gì? Tôi muốn giúp cho mấy chấm hiểu thêm về giáo lý về thành học của giáo hội, hiểu thêm về cái bối cảnh tại sao lại có những cái tín điều đó. Ngay cả những tín điều mà Chúa ban cho Đức Mẹ đó không phải hơi hơi mà được đưa vào cái thời điểm đó đâu, mà nó đều có những cái mối cái chốt mối lịch sử cả. Thế là chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đi rao giảng rồi vào tám thế kỷ thứ ba thứ tư thì có một cái bẻ rối. Cái bẻ rối đó họ nói rằng Chúa Giêsu không phải là Chúa. Chúa Giêsu chỉ là một con người đàn ông tốt nhất trên tâm tất cả mọi người đàn ông trên thế gian này thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu không phải là Chúa. Thế là một trong những cái cách để phá bỏ cái bẻ rối đó thì giáo hội mới tuyên phong Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Nếu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì Chúa Giêsu phải là gì? Phải là Thiên Chúa để chứng minh rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Bây giờ Đức Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu đúng không? Mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì có phải Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không? Tức là thế thì Đức Mẹ được cái ơn đặc biệt đó, nhưng mà Đức Mẹ vẫn là loài thần tạo. Mà đã là loài thần
thì đều phải đặt ơn cứu chuộc của Thiên Chúa.